Xin chào các bác nhé. Đoạn video hôm nay em xin giới thiệu các bác một vị thuốc quý, đó là rễ cây cỏ xước. Đây là rễ cây cỏ xước nhé. Đây đã được chặt và phơi khô. Ở bên em cung cấp cây cỏ xước này, rễ cây cỏ xước này và các đặc sản núi rừng, các đồ ngâm rượu như ba kích, sâm cau, nấm ngọc cẩu, dâm dương hoắc, ngọc tung dung này, bọ cạp, tắc kè, bổ củi, cá ngựa này, chìa vôi này, dây đau xương này, rễ mú tần này, cây bìm bịp này, cây sạ đen này, cà gai neo này, rễ mật nhân này, đủ các loại. Các bác cần loại nào thì vui lòng liên hệ cho em nhé. Bên em này có giao hàng toàn quốc và thu tiền COD. Các bác cần thì vui lòng liên hệ cho em hoặc là nhắn tin Zalo cho em nhé, số điện thoại ở trên đấy ạ. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái tác dụng của cái cây cỏ xước này, của cái rễ cây cỏ xước này. Rễ cây cỏ xước thì nó tốt hơn cái thân cây cỏ xước các bác nhé. Loại này thì đây, sau khi đã chặt ra phơi khô sẽ như này các bác nhé. Chặt phơi khô sẽ như này. Cái rễ của nó này, mùi thơm, mùi hơi thơm ngậy các bác nhé. Thì loại này thì mọc hoang dại trên khắp đất nước Việt Nam chúng ta. Đấy, loại này thì cây và rễ thì thường chặt phơi khô, chặt nhỏ phơi khô sau đó là sử dụng dần các bác nhé. Thì loại này thì cái cây của nó khi mình đi mình quệt quần áo vào thì nó hay dính các bác nhé, cây cỏ xước đấy. Loại này thì có chứa nhiều sapolin các bác ạ và một số hóa chất khác. Công dụng của cái cỏ xước, rễ cỏ xước này thì có tác dụng là rất tốt cho xương khớp. Đấy. Thì điều trị về thần kinh tọa này, điều trị đau nhức xương khớp này, tác dụng tốt cho những bệnh nhân bị sỏi mật, sỏi thận này, điều trị chứng tiểu đêm này, tiểu đau này, tiểu buốt này, đái đục, viêm bàng quang này, tốt cho thận và gan này, tác dụng điều trị bệnh phù thủng, viêm thận nữa các bác nhé. Những cái người sử dụng thì những bệnh nhân đau nhức xương khớp này, đau thần kinh tọa này, bệnh nhân mắc sỏi thận này, sỏi mật này, bệnh nhân viêm bàng quang này và người bị phù thủng vàng da các bác nhé. Loại này thì các bác có thể nấu nước hoặc ngâm rượu đều được. Nấu nước thì mỗi ngày sử dụng khoảng 2 đến 30 gram mình nấu nước uống hàng ngày, còn ngâm rượu thì 1 kg mình ngâm khoảng tầm 5 6 ly rượu và sau 40 ngày là sử dụng được. Và mỗi bữa dùng 1 2 ly nhỏ. Đấy. Bên em thì có cung cấp cái cây cỏ xước luôn và rễ. Đây là rễ các bác nhé. Còn bên em cung cấp cả thân nữa. Thân và lá. Các bác có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ nhé hoặc là nhắn tin Zalo cho em. Và các đặc sản núi rừng như cá ngựa, táo mèo, chuối hột, bọ cạp, bổ củi, tắc kè, ba kích, sâm cau, ngọc cẩu, dâm dương hoắc, ngọc tung dung, na hán, sạ đen, an xoa, rễ mật nhân, mật gấu, dây đau xương, rồi chìa vôi, thiên niên kiện, vân vân. Các loại các bác cần cái loại nào thì vui lòng liên hệ cho em nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác. Chúc các bác luôn mạnh khỏe ạ.